Chào mừng quý khách đến với Hali Group. Trên tay em đây đang là sản phẩm máy rửa mặt Miu. Thì để cho quý khách lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mình hay không và hiểu biết hơn về sản phẩm này trước khi quyết định mua hàng, thì hôm nay Hali sẽ thực hiện clip review về em máy rửa mặt Miu này nha. Thì về phần vỏ hộp bên ngoài được đóng gói theo kiểu đơn giản. Bên trên thành hộp thì có ghi đầy đủ về công dụng này, cách dùng, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cũng như là bảo quản của máy rửa mặt Miu Facial Cleaner này. Trên thành hộp thì có để cái logo theo kiểu đơn giản của Miu cộng với là một cái tem chống hàng giả bên Bộ Công an. Đấy, thì em sẽ bóc hộp ra để xem bên trong mình có chi tiết là như thế nào ha. Đây, mình gồm có máy rửa mặt Miu, cáp sạc và hướng dẫn sử dụng chi tiết kỹ thuật bên trong. Một cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Đấy, bằng tiếng Anh, cái này thì bằng tiếng Anh. Thì em nói sơ qua cái cách sử dụng và bảo quản của mình sao cho sản phẩm này đem đến cái lợi ích tốt nhất cho người dùng cũng như là độ bền sản phẩm lâu nhất ha. Thì cách sử dụng thì mình đơn giản thôi. Mình nhấn nút giữa này thì máy nó hoạt động nè. Bấm dừng là tắt. Khi bấm rung lên á thì nó ở mức là mức số 3, là mức ở mức giữa. Nếu mà mình muốn cái độ rung nó nhẹ hơn á thì mình bấm trừ. Đó, các chị thấy cái đèn nó sáng lên không? Ấn thêm cái nữa là về số 1 nè. Bây giờ em ấn lên nha. 2 nè. 3 nè. 3 là cái mức rung tầm trung á, còn mình muốn cảm thấy muốn rung mạnh hơn nữa thì mình sẽ lên 4 nè. 5 là mức mạnh nhất, bấm nữa thì không được nè, nó có 5 số ha. Đấy. Đấy là cái cách mà mình kích hoạt cái em máy Miu này và mình tắt nó như thế nào. Rồi, thì các chị có thể nhìn để ý nha, là đây là cái hệ thống chân lông để cho nó rửa tác động lên làn da của mình nè. Nó có những cái kích thước khác nhau. Ở đây là cái mặt mà chân nhỏ nè. Bên này là chân lớn. Đấy, thì tùy vào mục đích, tùy vào cái mục đích sử dụng và cái lúc đó mình rửa cái vùng da nào thì mình sẽ dùng cái xoay hai cái đầu này sao cho nó linh hoạt mà mình cảm thấy dễ chịu và phù hợp nhất, hiệu quả nhất. Rồi, còn đến quá trình mình sạc thì sao? Sạc thì các chị để ý ở cuối, ở dưới cái chân máy này hả? Nó có cái phần nút nhỏ này để mình bóc ra. Đó, cái đệm nhựa ấy. Cái đệm nhựa này là để chống vào nước. Tại vì khi rửa mặt là mình có dùng đến nước mà. Thì mà cái dụng cụ này là bằng điện, hoạt động là dựa trên điện, cho nên nếu mà nó nhiễm nước vào trong này nó sẽ hư máy. Nên chắc các chị lưu ý ha, là mình mở ra mình sạc. Sạc đầy rồi thì sao? Mình nhớ nha, là mình đóng lại. Đó. Rồi, mình đóng lại thì đóng cứng lại, khít lại thì nó sẽ chống vào nước. Rồi, đấy là những gì về em máy rửa mặt Miu này. Dòng máy này được rất là nhiều chị và cả các anh nữa cũng thích dùng, là để cho vấn đề rửa mặt của mình được hiệu quả hơn, làn da của mình được chăm sóc, được giống như là massage được nhiều hơn và cải thiện về vấn đề da tốt hơn. Cái này nó sẽ kết hợp với lại các cái gel rửa mặt mà mình hay dùng, rất là tốt. Ở đây mình có hai phiên bản, một là màu xanh dương, hai là màu hồng. Thì tùy vào sở thích của mình thì mình có thể đặt và đặt hàng bên Hali. Khi đặt hàng bên Hali á thì mình có cái phần chọn màu ấy, thì mình có thể là chọn màu hồng hoặc màu xanh tùy mình. Còn nếu mà các chị gọi trên cái hotline 1900636325 để mà đặt hàng đó, thì các chị nhớ là dặn luôn nhân viên, chuyên viên bán hàng bên Hali là mình chọn cái máy màu nào luôn ha. Rồi, để đảm bảo cho mình, ngoài cái tem chống hàng giả của Bộ Công an bên ngoài này, mình có thể dùng cái ứng dụng này. Nếu mà mình muốn kiểm tra, mình dùng cái iCheck. Chị để ý ha. Đây nè. Đó, logo iCheck nè. iCheck đây. Đấy, đây là em out ra ngoài ha. Đây nè, cái app ứng dụng này nè. Nếu mà chị nào chưa có thì lên trên kho ứng dụng để mình download về. Mình download iCheck về để mình kiểm tra. Thì đây, mình quét lên cái thành của mình, mở ứng dụng này ha.
Rồi ở dưới cuối màn hình nó có cái phần quét mã này, mình nhấp vào, mình quét thì nó hiện ra thông tin cho mình là sản phẩm chính hãng này, rồi công ty cổ phần sản xuất Fresco Á Châu là cái công ty mà sở hữu thương hiệu Miu này về vấn đề kinh doanh và thương hiệu luôn đấy. Đấy là xong là các cái liên quan đến em máy Miu này rồi. Ngoài ra nếu mà quý anh chị mua hàng tại Hali đó thì mình sẽ nhận được kèm thêm một cái phiếu là phiếu bảo đảm hàng chính hãng do Hali Group phát hành. Phiếu bảo đảm hàng chính hãng này để làm gì? Để là nếu mà mình phát hiện ra hàng không chính hãng đó thì mình sẽ được bồi hoàn 10 triệu đồng. Cái này là để đảm bảo uy tín của bên em luôn luôn bán hàng chính hãng, cam kết từ nhà sản xuất với giá niêm yết theo giá quy định của nhà sản xuất. Đấy. Rồi, Holly xin cảm ơn quý anh chị đã xem clip này. Và nếu mà mình đang quan tâm đến máy Miu ấy thì hãy đặt hàng ngay tại Holly để nhận được những cái chăm sóc và hàng chính hãng của Holly cũng như những cái cam kết đảm bảo của Holly.